Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến Binh trên từng có sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như anh chị em của chúng ta cũng đã quen thuộc rồi. Hàng ngày sau khi mà chúng ta kết thúc một phiên giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin ở video tổng hợp bộ ba tham số chung của thị trường và được up lên trên kênh Hùng Lê chứng khoán để chúng ta làm gì? Để chúng ta tiếp tục phân tích diễn giải các cái nội dung mà chúng ta đã có phân tích ở trên bản tin tuần. Bởi vì thị trường của chúng ta luôn luôn biến động và bộ ba tham số chung của chúng ta cũng như vậy và khi chúng ta phân tích được trúng đúng đủ ba tham số chung của thị trường thì như vậy là chúng ta cũng đã có một cái xác suất tương đối tích cực trong cái quá trình mà chúng ta cầm nắm nắm giữ các cái vị thế cổ phiếu cũng như là chúng ta mua còn đối với bản tin tuần thì chúng ta một tuần chúng ta chỉ có duy nhất một bản tin được up lên trên kênh chứng khoán chiến binh tiền đường con sóng và trong tuần thì ví dụ trong trường hợp chúng ta có được những cái yếu tố kỹ thuật tích cực của thị trường hoặc là có những cái điểm xoay chiều thì cũng sẽ tiếp tục có những cái bản tin phụ để up lên trên kênh để như vậy là các anh chị của chúng ta cũng sẽ cập nhật được về cái tình hình và 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 cái nguyên lý mà cá nhân ông lê cũng đã có phân tích cho các tất cả những anh chị em ở trong quá trình mà chúng ta đầu tư ở trên thị trường đó chính là sự luân chuyển của dòng tiền thông minh à, cái sự luân chuyển này nó sẽ phản ánh được cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư ở thời điểm nào thì tâm lý hành vi của nhà đầu tư tích cực ở thời điểm nào thì tâm lý hành vi của nhà đầu tư tiêu cực và ở thời điểm nào thì à, như vậy là nhà đầu tư họ họ bắt đầu họ xuống tiền để họ mua cổ phiếu, họ nắm giữ cổ phiếu và đó là những cái thời điểm mà à nó có cái sự chuyển hóa giữa dòng tiền chờ mua sang dòng tiền mua chủ động tích cực và tại những cái thời điểm đó thì sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta dự báo về cái khả năng ở thị trường chúng ta sẽ hình thành chất sóng. Thế thì bản tin tuần phân tích từ ngày 29 tháng 7 cho đến ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024 thì vẫn như vậy thôi. Ở phần 1 thì chúng ta sẽ phân tích và đánh giá bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Phần 2 thì cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản thôi. Và những cái mã cổ phiếu này thì gần như khi mà bước chân vào thị trường chứng khoán thì ai cũng có thể bắt gặp và lượng lớn nhà đầu tư sẽ theo dõi và bám sát về các trang kỹ thuật từ mã cổ phiếu trụ, mã cổ phiếu ngành đất bất động sản khu công nghiệp, nhóm thép, nhóm bất động sản dân cư và cuối cùng sẽ là nhóm ngành chứng khoán. Thì một cái tinh thần rất là happy thôi đó là gì tất cả những nội dung mà hùng phân tích thì nó mang quan điểm cá nhân hùng lên à, và các anh chị em nhà đầu tư thì chúng ta sẽ cân nhắc trước khi mà chúng ta xem trước khi mà chúng ta áp dụng à, rồi và chúng ta có rất nhiều các cái nguồn thông tin các anh chị rất nhiều các cái nguồn thông tin ở trên thị trường để chúng ta có thể đưa vào ở những cái quyết định của chúng ta và bây giờ là open tức là mở kiến thức mở các anh chị và các anh chị có thể gõ vào chỗ google tìm kiếm ấy thì như vậy là chúng ta có thể tìm kiếm được tất cả những cái nội dung kiến thức từ A đến Z Đấy, thậm chí là chia sẻ ngoài lề một tí Ví dụ các chị muốn là vệ sinh điều hòa Các anh chị gõ cái vệ sinh điều hòa và các anh chị xem các video clip đấy là sau Các anh chị tự, tự vệ sinh điều hòa luôn Đó, và bản thân Hùng Lê cũng như vậy Trước đây toàn gọi thợ nhưng bây giờ thôi, không cần thợ nữa rất đơn giản các anh chị à, Chúng ta tháo lắp cái dàn lạnh ra để chúng ta vệ sinh đó Và hoặc là hoặc là ví dụ các anh chị mà biết cái quạt của chúng ta quạt một thời gian xong nó kẹt trục nó nó kẹt cái trục bạc thì các anh chị chỉ gõ cái từ khóa là xử lý kẹt trục bạc như thế nào vô vàn các video clip để hướng dẫn các anh chị từ chân, chân tơ để kẹt tóc và trước đây tất cả những cái quạt mà hùng bị kẹt trục các ta toàn vứt cho đồng nát thôi ví dụ vậy nhưng mà bây giờ là ok rồi và thậm chí là sang đi sửa cho hàng xóm là hàng xóm bị kẹt trục quạt mày đưa đây tao sửa cho rất đơn giản và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nền tảng các cái nền tảng của mạng xã hội hoặc là tất cả mọi thứ thì chúng ta thấy rằng là một vô vàn kiến thức anh chị và chúng ta chỉ cần chắt lọc, chắt lọc và bản thân Hồng Lê cũng như vậy cũng chắt lọc. Đó, chắt lọc những người đi trước, chắt lọc những cái lời hay ý đẹp của uh, những cái bạn uh, cũng 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 như mình đúng không ạ? Và họ trưởng thành lên rồi họ có những cái kiến thức rất là hay thì mình chắt lọc và mình ghi chép lại đó và để chúng ta làm sao đó để tất cả những cái nội dung mà chúng ta cố gắng truyền tải nó là tốt nhất thì trong tuần vừa qua thì các anh chị lưu ý có một cái nội dung khá là quan trọng đó là ông lên tiếp tục theo dõi cái dòng tiền chờ mua và đặc biệt là trong phiên giao dịch của ngày 22 uh, 22 tháng 7 thì thị trường chúng ta test ở vùng 1220 xong đó đến phiên giao, giao dịch của ngày 23 và ngày 24 thì như vậy thì đường của chúng ta cũng đã có uh, các cái điểm gọi là điểm phục hồi thì đến phiên giao dịch của ngày 25 đây các anh chị tạm 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 7 chúng tiếp tục À, tiếp tục uh, khuyến nghị nhà đầu tư uh, thì chúng ta sẽ tiếp tục cơ cấu danh mục bởi vì khả năng khả năng cao thì ở uh, thị trường của chúng ta sẽ kết thúc cái nhịp chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 1220 điểm. Đó là cái dự báo sớm là như vậy. Và các cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường thì các anh chị nhìn thấy là à dòng tiền chờ mua cũng đã bắt đầu có cái xu hướng tích cực và hàng ngày thì cũng đều có các cái bản tin ở uh, video clip đánh giá và trong cái quá trình phục hồi thì cái quan điểm của cá nhân đồng Lê vẫn là trụ banh chứng nó sẽ chạy đầu tiên ba cái thằng đó nó phải là cái nằm cốt trụ cột của thị trường sau đó thì nó sẽ lan sang đến các nhóm ví dụ thép bất động sản dân cư bất động sản khu công nghiệp rồi sau đó nó sẽ tiếp tục các cái nhóm dầu khí hóa chất phân đạm cao su dệt may điện đó tất cả những cái đó nó sẽ à à nó sẽ chạy theo sau vậy thì khi chúng ta à, phân tích và chúng ta đánh giá cái thứ tự ưu tiên như vậy rồi thì chúng ta nếu như các anh chị, chị cầm phun tiền tiền thịt đó thì chúng ta sẽ ưu tiên ưu tiên các anh chị ví dụ cổ phiếu trụ đấy ngày hôm nay man san chạy rồi đó ví dụ như vậy hoặc là banh đó, ví dụ như mbb acb acb rồi đó uh, msb hoặc là ví dụ cổ phiếu ngành chứng đó thì còn trong trường hợp với các anh chị mà ở uh, chúng ta đang có vị thế cổ phiếu và đang có vị thế tiền mặt thì ưu tiên là đây các anh chị ai cầm hàng nào thì cơ cấu danh mục hàng đó và trên cơ sở chúng ta đánh giá cái độ mạnh yếu à của cái hàng chúng ta đang cầm để chúng ta cân nhắc xem là à như vậy với nhóm thép chúng ta đã cân được chưa à với tôi đang cầm nhóm bất động sản khu nghiệp thì tôi đã cân được chưa à tôi đang cầm nhóm trụ tôi đã cân được chưa vân vân vân, vân. thì à, cái câu chuyện đầu tư nó rất là rộng các anh chị và nó muốn hình muốn vẻ lắm cho nên là à, để mà 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 nói được hết tất cả mọi cái ngọn ngành đó thì nó cũng là một cái phạm trù rất là khó đúng không anh chị rất là khó thì à, chúng ta chỉ dựa vào các cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường để như vậy là chúng ta phân tích và chúng ta đánh giá các anh chị nhá <laughs> chỉ số VNI từ phiên giao dịch ngày 22 đến ngày 26. Ở đây thì như vậy là hàng ngày chúng ta cũng đều có những cái bản tin phân tích cập nhật thì trong tuần vừa qua thì về cơ bản là chúng ta có dự báo cái khả năng là chỉ số VNI tiến về vùng 1285 đến vùng 1290 nhưng cái kịch bản này và cái target này của thị trường chúng ta không đạt. Và trong phiên giao dịch của ngày 22 đó, thì như vậy chúng ta cũng đã dự báo các cái điểm test kỹ thuật của chỉ số VNI, ví dụ như nó sẽ uh, test lại ở khoảng quanh vùng 1256 ở đây này, đó, 1256, 1255, 1256 và cái điểm sau hơn thì có thể là gì, uh, chỉ số này sẽ lùi tiếp về vùng 1245 và sau đó thì chúng ta, uh, phiên giao dịch ngày 23 thì chúng ta tiếp tục phân tích cái khả năng thị trường có thể lùi về đến vùng 1233 điểm và bước vào phiên giao dịch của ngày 24 thì như vậy ông lại tiếp tục phân tích khả năng thị trường của chúng ta sẽ lùi về vùng 1220 điểm và các anh chị nhìn thấy là cái điểm nhấn kỹ thuật sau cây nến giờ thứ nhất thì đến cây nến giờ thứ hai à, chỉ số VNI của chúng ta test về vùng 1220 và sau đó rút chân lên và đến phiên giao dịch của ngày 25 26 thì như vậy là ông cơ bản ông dự báo là gì à cái khả năng thị trường chúng ta sẽ à kết thúc cái nhịp chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 120 và chúng ta bắt đầu phiên giao dịch của ngày 25 thì như vậy là chúng ta bắt đầu À, có những khuyến nghị à, cơ cấu thêm khoảng 30% vị thế và giai đoạn à, chúng ta dò đáy thì chúng ta sẽ cơ cấu ở cái mức độ thăm dò ở một cái tỷ trọng an toàn và khi thị trường chúng ta xác nhận chân sóng thì khi đó thì chúng ta sẽ cơ cấu ở những cái vị thế cao hơn. Thì à, như vậy là chúng ta nhìn thấy là, là là phiên giao dịch ngày 25 và ngày 26 và phiên ngày hôm nay thì chúng ta có một cây nến giờ kết thúc phiên khá là quan trọng à, giúp cho chỉ số VNI của chúng ta phục hồi trên 9 điểm. Đó là một cây nến Hammer. À, xanh và ở đây cũng là cái điểm đóng đến cao nhất phiên giúp cho chỉ số VNI của chúng ta vượt lên trên vùng 1240. Thế thì <laughs> như vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây là gì? ở à, chỉ số VNI ở trong tuần này thì cũng về cơ bản là từ phiên giao dịch của ngày 24, 25, 26 thì nó đã bắt đầu hình thành được một cái trend xu hướng ngắn ở đây. Và trên cái trend xu hướng ngắn đó chúng ta cần các điểm nhấn kỹ thuật để chúng ta xác nhận. Thì dự báo phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới, VNI sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 1247 đến quanh vùng 1250. Sau đó nó sẽ test tích lũy và kỳ vọng nó sẽ test tích lũy thành công ở trên vùng 1233 đến vùng 1235 điểm. Thì các anh chị lưu ý là ở bên này chúng ta có một cái hỗ trợ khá là quan trọng như vậy Thì ở bên này cũng như vậy các anh chị Nó sẽ có một cái hỗ trợ khá quan trọng như vậy Và đặc biệt là một cái kênh xu hướng ngắn ở đây Nó test ở trên kênh xu hướng sau đó thì lực long tiếp tục được đẩy vào Và giúp cho chỉ số VNI chúng ta vượt thoát vùng 1250 Sau đó hướng về vùng 1260 Thì tạm thời chúng ta sẽ Chúng ta sẽ dự báo hai cái target ngắn rồi và sau đó thì có thể là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích định lượng xu hướng tiếp theo của thị trường Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 thì cũng như vậy thôi. Ví dụ như trong phiên giao dịch ngày thứ hai chúng ta có dự báo điều gì? Ví dụ gáp tăng lên vùng 1310 và sau đó nó sẽ đi ạ. Nó sẽ đi test lại vùng 1290 đến vùng 1295. Đó và đến phiên giao dịch ngày 23 thì chúng ta lại tiếp tục phải dự báo những cái điểm à, hỗ trợ kỹ thuật à, khá là sâu của chỉ số VN30 tại vùng 1270 và điểm sâu nhất thì chúng ta có nói đến vùng 1260 đến vùng 1265. Trong phiên giao dịch ngày 24 thì nó về đến cái điểm này và sau đó rút chân lên và về phiên giao dịch của ngày 25 lăm tại thời điểm 10 giờ 15 phút đó nhưng đã có phân tích rồi chúng ta thị trường đang có những điểm test cung chỉnh đỏ như vậy các anh chị có thể thu gom thêm khoảng 30% vị thế. Rồi và sau đó thị trường cũng đã có những điểm phục hồi. Ở bước vào phiên giao dịch ngày 26 thì chúng ta cũng có sự báo các cái điểm test kỹ thuật của chỉ số VN30 ở quanh vùng 1270 và trên thực tế thì sau cái cây nến cắt tăng thì như vậy là chỉ số VN của chúng ta à VN30 cũng đã đi khá là đẹp ở quanh vùng 1275 kết thúc bằng một cây nến hammer vượt lên trên vùng 1280. Và với đà hiện tại như thế này thì chúng ta cũng kỳ vọng điều gì? 1285 đến vùng 1287 khả năng sẽ là gáp tăng để giúp chỉ số VN30 vượt lại. Sau đó thì sẽ có những cái điểm test kỹ thuật kỳ vọng ở trên vùng 1275 điểm. Rồi test tích lý thành công vùng này đảo long thì như vậy là trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật của chỉ số VN30 hướng về vùng 1295. Và điểm xa hơn sẽ là vùng 305 và tuần này thì cũng đã bắt đầu ở gì chúng ta bắt đầu nâng dần nâng dần cái target kỹ thuật của chỉ số của thị trường lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn ở trên chỉ số VN30 ở trên chart kỹ thuật ngày thì một số các anh chị bảo là đau chen rồi anh em ơi, không phải đúng không anh chị? cái cái quan điểm đó nó bị sai bởi vì chân sóng lớn là những cái chân sóng mà nó sẽ xác lập những cái chân sóng rất là dài và những cái kênh xu hướng rất là dài. Đó. Và kể cả là chúng ta ở đây chúng ta đang có hai cái kênh xu hướng, đó là từ tháng tháng 11 của 2023 và tháng 11 của 2022. Ở đây thì cái kênh sóng này là từ tháng 11 của năm 2023. Thế thì ở đây thì có thể là một số các anh chị là khi mà nhìn thấy những cái thời điểm mà gì à chỉ số VN30 chúng ta bung qua kênh thì mọi người bảo là à như vậy là vỡ kênh xu hướng. À, tuy nhiên là ở đây thì chúng ta cũng vẫn đang có cái vùng hỗ động cuối tuần 1265, 1260 và trong tuần vừa qua thì hai cây đến uh, của phiên giao dịch ngày <laughs> 23 và 24, à 24 và ngày 25 nó nó test thành công ở vùng này và rút chân lên và cũng rất là may ờ uh, chúng ta có một cây nến hammer cái tuần để giúp cho chỉ số VN30 chúng ta vượt lại kênh. Vậy thì sau một cái cây nến hammer như vậy rồi á thì chúng ta sẽ cần thêm nhiều những cái cây nến hammer và đặc biệt là chúng ta phải có cái tín hiệu mẫu chốt. Các anh chị lưu ý uh, tín hiệu mẫu chốt đó là chỉ số VM30 chúng ta vượt lại vùng 1290. Rồi và sau khi mà uh, tuần tới mà chúng ta đã có những cái tín hiệu như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu uh, dự báo lên ở các cái vùng target kỹ thuật uh, tiếp theo. Nhưng trước mắt sẽ là điểm nhận kỹ thuật ở vùng 1290. Các anh chị lưu ý như vậy. Rồi Bây giờ thì chúng ta cùng đánh giá chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua thì đối với phá sinh thì cũng có phân tích cho các anh chị ở trên trạc kỹ thuật mở năm và hàng ngày chúng ta có những bản tin rất chi tiết, rất cụ thể rồi. Ví dụ như phiên giao dịch ngày thứ hai chúng ta dự báo gáp tăng ở vùng 1303 1305, ok có gáp tăng. Rồi sau đó chúng ta dự báo test ở điểm 1290 rồi lại uh, phiên giao dịch ngày 23. Rồi đến phiên giao dịch ngày 24 thì khi mà à, uh, ở chỉ số phá trên của chúng ta bị thất bại ở vùng 1290 chúng ta sẽ hướng đến vùng 1280 1280 thất bại thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 1270 và về cơ bản ở trong tuần vừa qua thì phá trên của chúng ta tiệm cận đến vùng 1270 1271 tức là nó test lại cái chân sóng ở ngày 1 ngày 2 tháng 7 tí nữa thì chúng ta phân tích ở trên chạc tuần ngày thì các anh chị sẽ nắm được cái nội dung đó Thế thì phiên giao dịch của ngày 26 thì như ông đã có phân tích ở đây rồi à đúng không ạ chúng ta dự có gáp tăng nhẹ này rồi sau đó thì chỉ số phá sinh của chúng ta cũng sẽ lần lượt test và các cái điểm test kỹ thuật kỳ vọng ở vùng 1273 đến vùng 1275 đây là cái điểm test uh, kỳ vọng và trên thực tế thì nó test ở khoảng quanh vùng 1275 và có lực phục hồi cuối phiên lên vùng 1285 với lại hiện tại như thế này chúng ta dự báo phá sinh sẽ có tiếp tục có gấp tăng lên khoảng quanh vùng 1290 trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới. Sau đó sẽ test và chúng ta kỳ vọng điều gì nó sẽ test ở vùng 1277 đến khoảng vùng 1280. Khỏe thì như vậy là phá sinh của chúng ta sẽ test ở trên vùng này. Test đi thành công thì như vậy là các cái điểm cảnh thuật 1290, 1295 và điểm xa hơn sẽ là vùng 1300. Sẽ là những cái target ngắn để chúng ta tiếp tục hướng đến ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Và bây giờ chúng ta nhìn ở trên chạc kỹ thuật ngày của chỉ số phá sinh đấy các anh chị đó vẫn đang trên một kênh xuống áp chưa có gãy chưa có gãy đâu chưa có gãy áp nên là mọi người đang 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 đang, đang tung những cái, cái 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 tin tức đó là nó nó chưa chính xác đúng không ạ và như vậy là gì à, như ông đã có phân tích ở đây thì khả năng phá sinh nó sẽ kỳ vọng là nó sẽ bởi vì sau cái điểm 1290 thì nó chỉ còn cái điểm của chân sóng ngày 1 ngày 2 tháng 7 thôi và hiện tại thì phá sinh đang khá là khỏe so với thị trường đó, nó chưa về đến vùng 1255 đến vùng 1260 và hai cây nến test ở trên vùng 1270 1271 ở đây. Và kết thúc uh, tuần này thì nó cũng xuất hiện được một cây nến hammer và cây sau một cây nến hammer này rồi thì chúng ta sẽ cần tiếp tục cần các cây nến hammer tiếp theo để xác nhận và đặc biệt là điểm 1290. Như vậy thì tuần tới uh, cái mốc 1290 uh, của phá sinh và của VN30 sẽ là cái điểm cột mốc uh, tương đối là quan trọng đúng không anh chị? để giúp cho chúng ta có những cái phân tích định lượng về à, cái vùng cản kỹ thuật ví dụ như đây sẽ là vùng 1320 đến vùng 325 và xa hơn sẽ là vùng 340 và xa hơn nữa thì chúng ta có thể là gì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái à, cái điểm sóng nó sẽ dự à, kiến tăng đến tầm tháng 11 của năm 2024 À, tại sao chúng ta lại nói như vậy? Bởi vì thông thường cái chu kỳ sóng tăng của thị trường thì nó sẽ là gì? À, nó sẽ là 2 năm. Các anh chị 2 năm 500 2 năm thị trường up trend và sẽ 2 năm thị trường down trend. Thì nếu như chúng ta lấy từ tháng 11 của năm 2022 thì nó 2 năm tăng thì như vậy là sẽ đến tháng 11 của năm 2024 là thị trường của chúng ta sẽ hết sóng. Còn nếu như chúng ta lấy chân sóng của tháng 11 năm 2023 thì như vậy là sẽ đến đến tháng 11 của năm 2025 sẽ hết sóng. Đó, thì có hai mốc thời gian đó và ít nhất trước mắt là chúng ta có tháng 11 của năm 2024 thì tại thời điểm nó nó cũng song trùng với cái câu chuyện đó là cái quá trình bầu cử à, tại Mỹ thì thông thường là khi mà bầu cử ở ở, ở Mỹ các anh chị thị trường chứng khoán nó đỏ lắm rồi sau đó thì nó mới mới bốc đầu nó mới tăng được thông thường là như vậy và chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị một cái nguồn lực nào đó để chúng ta đón những cái cơ hội đó đón những cái sóng đó các anh chị nha rồi thì như vậy là chúng ta đã có một vài à, các cái góc nhìn à, liên quan đến xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua và kết thúc một phiên giao dịch thì hùng sẽ có một bản tin các anh chị cố gắng à, chúng ta ghi chép chúng ta cập nhật những cái bản tin đó và như quan điểm cũng đã chia sẻ rồi à chúng ta có rất nhiều à, các cái à, kênh xu hướng à, rất nhiều các cái kênh tin để chúng ta tham khảo và làm sao đó để cho mọi việc nó tốt nhất được các anh chị nhé như thế nó là happy rồi như thế nó là hạnh phúc rồi chứ chúng ta cũng đừng có à, cầu kỳ quá đúng không ạ à, để chúng ta cũng đừng có Uh, gọi là tranh đua về mặt quan điểm quá nhiều lúc hùng cũng thấy nó không hợp lý lắm và bản thân các anh chị không nhìn thấy hùng lê ở đi 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 tranh luận quan điểm ở bất kể một cái diễn đàn nào hết đó. ít việc mình mình lo tiền mình mình giữ đúng không <laughs> quan điểm hùng như vậy làm sao để cho nó tốt nhất nó tối ưu nhất thôi chứ còn uh, cũng không phải lùa gà lùa vịt rồi một số các anh chị em thì À, được thì không sao, không được thì lại có những cái tâm lý nó bi quan, nào lùa gà lùa vịt nào là à, thế này thế kia. À, lỗi của mình lỗi của ai đâu, đúng không ạ? <laughs> Quyết định của mình mà, đầu óc của mình mà, trí tuệ của mình mà, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều là của mình hết. Mở với đúc mà như vậy là chúng ta dự báo ở quanh vùng 64. ở à, tuy nhiên chúng ta thấy rằng là phiên giao dịch của ngày 23 và ngày 24 thì các anh chị biết rồi, đây là hai phiên mà thị trường chúng ta rơi khá là mạnh và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày 24 ở tất cả các mã cổ phiếu đều test cung và test khá là sâu tại chân sóng 1.220 điểm của chỉ số VN Index lưu ý là như vậy và tất cả các mã cổ phiếu nó đều nó đều tuân theo cái 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 đường dây của thị trường hết các anh chị cho nên là hùng có nói rồi khi chúng ta phân tích được trúng đúng đủ xu hướng của VN Index VN30 và phá sinh thì chúng ta đã nắm chắc phần thắng ở trong tay chắc chắn là như vậy rồi đối với MDG thì chúng ta thấy rằng là <laughs> sau một nhịp hồi lên ở đây thì như vậy vùng 60 ở vùng 60.5 60 60.5 uh, 60 đến vùng 61 thì là nó đang hình thành được cái, điểm tích lũy ở đây và khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng là gì thị trường chúng ta sẽ phục hồi và à, uh, sẽ có các cái điểm phục hồi quanh vùng 60.5 target ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 63 mà sao là một mã cổ phiếu khuyến nghị cầm dài uh, cầm dài các anh chị nhé cầm dài đánh dài và với với cá nhân cùng lên thì cũng như vậy thì như vậy là trong tuần vừa qua và thậm chí là tuần trước chúng ta có nói đến cái vùng 69 đến vùng 70 và các anh chị nhìn thấy là tuần trước nó test một điểm ở trong phiên giao dịch ngày 18 và tuần này thì tiếp tục phiên giao dịch ngày 24 nó test ở khoảng quanh vùng 70 70.5 và phiên kết tuần thì như vậy đã giúp cho cổ phiếu này đạt cái target tuần ở vùng 74 trên 74 với lực phục hồi khá là mạnh ở trong phiên giao dịch ngày 26, thanh khoản tích cực. À, với đài hiện tại như này thì có thể là gì tuần tới thì man san sẽ có các cái điểm đẩy gáp lên ở khoảng quanh vùng 75 sau đó chúng ta sẽ kỳ vọng test tiêu lý ở vùng 73.7 đến vùng 74 test tiêu lý thành công thì như vậy là target tiếp theo sẽ hướng về vùng 77 à, cổ phiếu Vinamilk cũng đã có hai tuần à, tích lũy khá là tốt ở khoảng quanh vùng 65 đến vùng 65.5 đây các anh chị nhé phiên giao dịch ngày 19 ngày 22 và đến phiên giao dịch ngày 25 26 thì à, cái vùng 65 65.5 à, khá là tích cực và hiện tại thì Vinamilk đang có những cái điểm đẩy lên khoảng quanh vùng 66.5 khả năng tuần tới thì các anh chị uh, chú ta chú ý ở vùng 65.5 đến khoảng vùng 65.7 khả năng sẽ có những cái điểm té cung quanh đây và mục tiêu <laughs> ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn hướng ở các target kỹ thuật Vinamilk về khoảng quanh vùng 67. BVH sau nỗ lực của hai tuần trước uh, công với vùng cả kỹ thuật 47 47.5 không thành và tuần này thì chúng ta dự kiến ở vùng 45. Uh, tuy nhiên trong thực tế thì phiên giao dịch của ngày 24 uh, BVH bị phá vỡ cái điểm hỗ trợ đây là điểm 44 cho nên nó sẽ tiếp tục lùi lại và cái sự cân bằng ở trong phiên giao dịch của ngày 24 và ngày 25 tại thời điểm mà VNI test ở vùng 1220 thì như vậy là BVH cũng đang xây được 3 phiên ở quanh vùng 42 42.3 42.5. Uh, phiên 25 uh, phục hồi lên và phiên ngày hôm nay test lại cho nên tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 42.5 hoặc 42.7. Các anh chị lưu ý uh, kỳ vọng mà test đi thành công vùng này thì như vậy là cái điểm cản kỹ thuật tiếp theo sẽ hướng về khoảng quanh vùng 45 đến khoảng vùng 45.5 cổ phiếu G, um, G là một mã cổ phiếu trụ và trong thời gian vừa qua thì mặc dù thị trường chỉ cung, uh, tuy nhiên G cũng đang có những cái tín hiệu khá là tích cực. Uh, vùng dự kiến chỉ cung ở khoảng quanh vùng 67 đến vùng 68. Đây các anh chị thì đến phiên giao dịch ngày 24 nó test này. Đó và uh, cái target mục tiêu ở vùng 72 và điểm xa hơn thì sẽ hướng lại vùng 74.5. Thì như vậy là tuần này nó cũng suýt soát ở vùng 72 và đang quay về chỉnh cung. Như vậy tuần tới sẽ ở khoảng vùng 69.8 đến khoảng quanh vùng 70 và Thậm chí là trong trường hợp tích cực thì Ri chỉ test lại khoảng quanh vùng 70.5 thôi. Anh chị nhé, khoảng quanh vùng 70.5 thôi. Uh, test Ri thành công vùng này thì mục tiêu 72 và xa hơn là vùng 74.5. Tức là vẫn tiếp tục mục tiêu để <laughs> hoàn thành tất cả những cái nội dung mà chúng ta đang còn phân tích giang giờ. Nhóm ngành mình chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản khu nghiệp thì đối với nhóm ngành này cũng đã có cái sự hình thành tích lũy ở trong phiên giao dịch của ngày 24 25 và khá là tốt rồi và đối với S, đối với một số các mã cổ phiếu ví dụ KBC, SSC thì đã bắt đầu khuyến nghị mua. <laughs> KBC ở trong tuần chúng ta dự kiến điểm chỉnh cung 127 điểm chỉnh cung hai là vùng 26.5 trong phiên giao dịch ngày 24 tại thời điểm mà VNI test ở vùng 12 1220 thì như vậy nó đã test về vùng 26.5 và bắt đầu có cái điểm phục hồi lại vùng 27.8 điểm xa hơn là vùng 29 trong target tuần thì um, phiên đây các anh chị này ở đây chúng ta cũng đang nhìn thấy các cái điểm tín hiệu lạc quan đó là phiên 24 thì nó test về dưới vùng 26.3 sau đó nó test vùng 27 và phiên ngày hôm nay thì nó test vùng 27.5 Điều đó nó cho thấy rằng là gì à, Các cái điểm test đã bắt đầu được nâng lên Do đó tuần tới ở vùng 27.6, 27.8 Khả năng sẽ có các điểm test này Mục tiêu vẫn là vùng 29 Vượt vùng 29 thì cũng sẽ tiếp tục phân tích các cái target tiếp theo Cổ phiếu SSC cũng được khuyến nghị uh, <laughs> thu gom thêm rồi Thì uh, trong tuần vừa qua dự kiến điểm chỉnh cung ở vùng 37.5 đến vùng 38 Tuy nhiên khi mà cái điểm 37.5 nó bị Uh, thủng đúng không ạ Và uh, trong phiên giao dịch ngày 24 Đây các anh chị sau điểm test 36 thì như vậy là gì Bản chất là trong phiên giao dịch ngày 24 Thì sau khi test xong thì SSC cũng đã phục hồi luôn Và nó đã vượt lại vùng 37.5 về mặt lý thuyết là vùng 37.5 đến vùng 38 vẫn là điểm hỗ trợ kỹ thuật tích cực của SJC nó chỉ bị uh, nó chỉ bị 1 1 1 1 ấy đến, uh, một cái điểm S đây thôi và sau đó nó lại tiếp tục nó lấy lại và phiên kết tuần cũng như vậy đúng không? SJC tiếp tục ngồi lại được trên ở vùng 37.5 đến vùng 38 cho nên tuần tới thì khả năng sẽ ở vùng 37.7 đến vùng 38. Theo đi thành công uh, target vẫn dự kiến là vùng 40 IDC ở trong tuần vừa qua cũng uh, có một cái điểm chỉnh à dự kiến ở vùng 58 58.5. À, tuy nhiên khi vùng 58 bị thùng thì như vậy trong phiên giao dịch ngày 24 đấy anh chị này. Đó thì nó lừng hừng lừng hừng và nó xây được ở vùng 56.5, điểm đẩy 1 test lại, điểm đẩy 2 test lại cho nên tuần tới sẽ ở vùng 57.5 đến khoảng vùng 57.7, test lý thành công thì à, trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là chúng ta lại dự kiến ở vùng 60 thôi và điểm xa hơn thì à, trong trường hợp à, tích cực thì như vậy là chúng ta lại hướng về quanh vùng 61. Đấy. Tức là điểm 60 hoặc điểm 61 ở đây cổ phiếu VGC ở đây chúng ta cũng có phân tích dự kiến cái điểm chỉnh công kỹ thuật ở vùng 50.5 và các anh chị nhìn thấy cây nến giờ thứ hai trong phiên giao dịch ngày 22 thì nó bị thủng vùng 50.5 và do đó thì nó sẽ phải lùi lại đến vùng 48.5 điểm sâu nhất ở khi VNI test cung đó và nó bắt đầu có điểm phục hồi thì ở đây nó hồi nhẹ và test lại như vậy tuần tới thì khả năng 48.5, 48.8 ở đây nó sẽ tiếp tục test lại cây nến giờ này nó cũng cố gắng phục hồi nhưng mà nó không đạt thì nó sẽ test lại ở đây đó, và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như như vậy là gì? Ở đây là vùng 50.5 đến vùng 50.7 thì quá trình phục hồi nó cũng như vậy, nó sẽ phục hồi về cái điểm này đã. Rồi về điểm này khả năng nó sẽ có cái sự rung lắc ở đây, rồi khi đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta phân tích. Tiếp là nó có cái sự tạo lập của dòng tiền nó cũng khá là hay. À, con này nếu như các anh chị cầm dài đánh dài thì cũng khá là ok, còn nếu như đánh ngắn thì à, chúng ta sẽ canh các điểm hỗ trợ kỹ thuật à, mà ông đã có phân tích hàng tuần thì trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến test điểm ở 25.3 à, tuy nhiên các anh chị nhìn thấy là đến cây đến giờ thứ hai ở trong phiên giao dịch ngày 22 thì như vậy là nó bị gãy qua cái điểm này và đến phiên giao dịch ngày 24 thì như vậy về cơ bản là nó ở vùng 23.3 đến khoảng quanh vùng 23.5 rồi và nó bắt đầu phục hồi và phiên kết tuần là các cái điểm đẩy lên như thế này thì như vậy tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 24 đến khoảng quanh vùng 24.5 Ừm, à, xin lỗi cả nhà vùng 24.5 đến khoảng quanh vùng 24.7 25 ở đây à, khả năng nó chỉ test ở đây thôi và mục tiêu thì nó lại như vậy thôi nó sẽ hướng lại vùng cả cái thuật ở 26.5 đến khoảng quanh vùng 27 thì đối với mã cổ phiếu tip thì chúng ta nhìn ở trên cái chạc cái thuật ngày thì chúng ta sẽ nắm được cái nội dung như này thì các uh, anh chị nhìn thấy này À, tức là tip hiện tại nhìn nó đi vòng 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 như thế này nhưng mà đây là một cái giai đoạn mà nó tip cổ phiếu tip nó cũng đang tích lũy tương đối là chặt theo quan điểm của hùng như vậy Đấy, tích lũy khá là chặt và các cái điểm ở đây các anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái điểm mà thanh khoản lớn nó vào nó vào cái vùng này này đó thanh khoản lớn nó vào vùng này sau này nó rũ này và bắt đầu ở nhịp này thì thanh khoản đã bắt đầu tiếp tục được đẩy lên và khả năng thì và các anh chị nhìn cái đường đường xây ngang ở đây chính là cái biên 21.5 đến khoảng quanh vùng 22 đây là khả năng cao thì đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn của cổ phiếu tiếp và trong trường hợp mà các anh chị nhìn thấy ở đây là vùng 22 đúng không và cái target thuận thì nó sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 35, 36 ở đây đó đúng không ạ à, nếu mà theo trả cái thuật tuần đấy các anh chị này điểm cản trên cản trên đó vậy thì chúng ta có thể hướng về được những cái target khá là cao khoảng vùng 35, 36 và trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp các anh chị lưu ý giúp cùng một cái mã cổ phiếu nữa đó là bcm Hiện tại thì chúng ta nhìn một cái góc view như thế này thì chúng ta cũng nhìn thấy được rằng là kể từ khi lên sàn đến thời điểm hiện tại thì như vậy là BCM cũng gần như là nó là một cái mã cổ phiếu là gì? Cái cái tính thanh cái cái cái, cái tính cô đặc của cổ phiếu này nó khá là 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 lớn. À, chúng ta có thể xem lại cái cơ cấu cổ đông. Và tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhìn thấy được cái gì? Cái sự uptrend. cổ phiếu vẫn vẫn mang một cái cái màu sắc uptrend ở trong một cái xu hướng. Đó ví dụ như điểm này nó từ khoảng quanh vùng 20 đi mà nó lên đến vùng 100 rồi nó mới chỉnh cung và trong cái quá trình chỉnh cung đó thì đến thời điểm hiện tại thì như vậy là chúng ta có thể uh, mường tượng như một, một cái cái kênh xu hướng như này đó ví dụ đây các anh chị đây từ đây thì như vậy là cái điểm cái điểm test ở từ vùng 100 mà nó chỉnh cung về khoảng quanh vùng 50 ở đây và bắt đầu diện bắt đầu các anh chị nhìn thấy đấy dòng tiền lớn dòng tiền lớn bắt đầu có xu hướng vào cổ phiếu và uh, nó mất khoảng tầm 4 tuần để nó đánh break cái cản này và trong tuần kết thúc của tuần ngày hôm nay thì như vậy là gì uh, nó đóng cửa gần như cao nhất tuần đó và À, và cái quá trình mà nó test lại à, vượt qua cản và nó test ở cái vùng 64 đến khoảng vùng 65 khá là chặt và xuất hiện một cây nến tuần khá là đẹp như này. Thì như vậy là trong phiên ngày hôm nay thì ủng cũng đã có đề cập đến ở khoảng quanh vùng 72 và tuần tới à, à, 70 70 71 72. Thì tuần tới thì các anh chị có thể là chúng ta à, sau một cây nến tuần như này ấy, thì các anh chị có thể à, cân cân ở khoảng quanh vùng 70 trong khoảng vùng 70.5 À, chúng ta thăm dò xu hướng và nhịp này thì có thể là lạc quan thì như vậy là gì? Cổ phiếu này sẽ đánh về khoảng quanh vùng 95 đến khoảng vùng 100 và với cái uh, thanh khoản lớn lực cầu như thế này thì đó cũng là một cái dòng cổ phiếu khá là tích cực các anh chị có thể cân nhắc. Nhóm thép cũng đang có những cái điểm hình thành uh, điểm hỗ trợ tích lũy và dự kiến phục hồi thì các anh chị đang cầm thép thì tuần tới các anh chị cũng có thể là canh để chúng ta thu gom thêm các anh chị nhé Đối với Hòa Phát chúng ta dự báo cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 28 28.1. À, tuy nhiên trong trường hợp nếu thủng vùng 28 thì chúng ta cũng đã có cái chỉ dẫn về đây ở khoảng quanh vùng 27.5 đến quanh vùng 27.6. À, phiên giao dịch ngày 24 thì nó có test xuống nhưng về cơ bản là nó vẫn lấy lại được vùng 27.5. Phiên ngày hôm nay sẽ đóng cửa tuần ở vùng 27.45 với cái đà zigzag ở khoảng quanh vùng 27.3 đến khoảng vùng 27.4. Tuần tới sẽ ở điểm này. À, kỳ vọng test tín lý thành công thì điểm điểm nhấn kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn sẽ là vùng 28 đến khoảng vùng 28.2. cổ phiếu Nam Kim NKG ở đây chúng ta có dự kiến điểm chỉ một ở vùng 24 điểm 2 thì khả năng là sẽ có vùng 23 23 chấm mấy đấy này 23.2 đúng không ạ đây khi mà thủng vùng 24 thì chúng ta phải tính toán đến cái điểm hỗ trợ nó tương đối sâu hơn một tí thế thì trong cái quá trình mà phục hồi đây này thì nó lại tiếp tục có một cái điểm test thứ hai ở phiên giao dịch của ngày 24 tại thời điểm mà VNI ở vùng 1220 các anh chị nắm được rồi phục hồi lên và rác lại ở vùng 23.23.3 thì như vậy là tuần tới ở bên này Dự kiến thì nó sẽ kéo về vùng 24 Điểm cản xa hơn sẽ là vùng 24.5 Tiếp tục đánh giá Cổ phiếu Hoa Sen HSG ở Trong tuần chúng ta dự kiến điểm chỉnh cung kỹ thuật Ở khoảng quanh vùng 23.3, 23.5 Trên thực tế thì nó lừng hừng được Ở quanh vùng 23 và phiên 24 Thì nó test về vùng 22 và lại phục hồi lên Được ở quanh vùng 23 Như vậy tuần tới ở đây chúng ta sẽ có biên 22.8 đến khoảng quanh vùng 23 kỳ vào test thì thành công vùng này Thì mục tiêu ở trong cái thời điểm ngắn hạn thì chúng ta vẫn À, dự báo cái điểm cản kỹ thuật ở quanh vùng 24 và điểm xa hơn sẽ là vùng 24.5. Cổ phiếu VGS ở đây à, chúng ta dự báo điểm chỉ có một vùng 36 trong trường hợp thủng vùng 36 thì sẽ à, hướng về vùng 32 và các anh chị lưu ý là trong tuần này thì cổ phiếu VGS chia cổ tức ở phiên giao dịch ngày 23 tháng 7 nó chia cổ tức chính vậy nên là Hùng đã phải dọn lại cái chạc kỹ thuật và chúng ta chỉ dọn ở trong tuần này thôi và chúng ta nói lại à, những cái điểm cản kỹ thuật điểm kháng cự ở trên chạc cái tuột mới và các cái điểm lùi về trước đó thì chúng ta sẽ không nói lại đó và ở đây thì các anh chị nhìn thấy là đây này nó gãy uh, phiên giao dịch ngày thứ hai nó gãy vùng 36 điểm test sâu nhất ở vùng uh, nó test lại sân sóng ngày 1 ngày 2 tháng 7 đây này phục hồi đi lên như vậy thì ở đây các anh chị nhìn thấy là sau một điểm phục hồi đi lên thì VGS nó đang xây và cái cái đặc tính tạo lập của VGS nó đi rất nhanh nó chỉ cần một đến hai cây là coi như là nó cứ thế là nó bon bon nó đi lên thôi thì ở đây là tuần tới chúng ta sẽ có vùng 34, 34.3 test đi thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu sẽ là hướng về vùng 38 đến khoảng vùng 39 Của phiếu TLH à, Đây các anh chị TLH có điểm dự báo ở vùng 7.6, 7.7 Tuy nhiên là vùng 7.5 nó bị vỡ này Thì nó sẽ hướng về cái điểm xa hơn thôi Vùng 7 đến vùng 7.1 Phục hồi đi lên à, Tuy nhiên là những cái điểm phục hồi này thì nó cũng chưa thực sự là khỏe của TLH Cho nên tuần tới khả năng sẽ tiếp tục có ở khoảng quanh vùng 7.25 đến 7.3 À test tích lũy thành công Ở vùng này Thì như vậy là Như vậy là chúng ta sẽ hướng đến uh, Chúng ta sẽ hướng đến Cái vùng target kỹ thuật ở đây khoảng quanh 8 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo Đó là nhóm ngành bất động sản dân cư Thì đối với nhóm ngành này uh, Thời gian vừa qua nó cũng chưa thực sự có nhiều dòng tiền Do đó thì về cơ bản vẫn là xu hướng chỉnh cung tích lũy Và chúng ta chờ đợi anh chị chờ đợi những cái 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 tính tạo lập ví dụ như là một số các cái dòng khác họ chốt thì như vậy là có thể thanh khoản của nhóm này mới bắt đầu tăng lên còn thanh khoản của uh, nhóm ngành bất động sản khu dân cư thì hiện tại nó vẫn đang ở mức độ khiêm tốn xeo ở trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến điểm 15 Dự kiến chỉnh cung điểm 15 đó và nó ngập ngừng ở quanh 15 ở trong tuần thì có cái điểm sâu hơn ở vùng 14.6 còn đây là các cái cây nến ảo anh chị nhé thì uh, nó có sự phục hồi ở ờ, tuy nhiên là vùng 17 thì nó cũng chưa đạt và các anh chị lưu ý là trong tuần vừa qua sell chia cho nên là chúng ta cũng phải bắt đầu dọn lại cái trạc kỹ thuật một tí ờ, cái sự khớp nối giữa cái tuần trước và tuần này thì nó sẽ bị lệch nhau bởi vì là nó chia à, sell chia cổ tức 100 chia năm thì ở đây là sau một điểm phục hồi ở đây thì, thì tuần tới khả năng sẽ có khoảng quanh vùng 15 đến khoảng vùng 15.2 xe test lũy test lũy thành công thì chúng ta sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 17 cổ phiếu Hà Đô HDG Hà đô chúng ta có dự kiến điểm chỉnh 30.5 và chúng ta nhìn thấy cây đến giờ thứ nhất, à, thứ hai thì như vậy là Hà đô bị thủng qua vùng 30 và đến tận phiên giao dịch ngày 24 thị trường test đáy. Thì Hà đô test về sát vùng 27, 27 5 phục hồi đi lên và ở đây thì chúng ta bắt đầu gì? À, nhìn thấy một cái kênh xu hướng. À, cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay là một cây đến giờ tích cực khi vượt lại vùng 28.5. Cho nên tuần tới khả năng nếu có thì nó sẽ rơ lắc lại ở khoảng quanh vùng 28.5 Chạm điểm kênh xu hướng Mục tiêu thì sẽ hướng về vùng 30 Xa hơn sẽ là vùng 31 Cổ phiếu HDC ở trong tuần thì về cơ bản là test tích lũy uh, khá là tích cực ở vùng 28, 28.3 Mặc dù có thời điểm là phiên giao dịch ngày 22 và 24 thì nó test cái mô hình hai đáy ở đây Tức là sát sát vùng 27, 27.2 nhưng về cơ bản là nó lại uh, lấy lại được à, cái vùng biên hỗ trợ Như vậy tuần tới tiếp tục vùng 28, 28.3 Khả năng nó tích lũy 1, 2 cây nến giờ ở đây nữa thôi Và mục tiêu trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn hướng về vùng 30 Năm 5 cũng... Uh dự kiến là vùng 40.5 à, tuy nhiên phiên giao dịch ngày 2 thì nó tụt xuống nhưng mà sau đó thì nó lại lấy lại luôn tức là nó rất nhanh và về cơ bản thì vùng 40 40 à 40.5 đến 40.7 vẫn là hỗ trợ tích cực đây kể cả phiên giao dịch ngày 24 nó test nhưng mà nó chỉ test về vùng hỗ trợ tuần thôi bật lên và test lại như vậy tuần tới ở vùng 41.3 41.5 khả năng nó sẽ test về đây thôi ta nghe thuật 43 điểm xa hơn sẽ là vùng 44 cổ phiếu KDH ở đây à, chúng ta có vùng hỗ trợ cái tuần 35 7 36 rồi nó liên tục test ở vùng này à, có phiên 24 thì có thủng qua nhưng mà về các bản kết à, tuần nó lại lấy lại được vùng 35 7 đến vùng 36 và tuần tới 35.5 đến vùng 35.7 khả năng sẽ test tích quỹ thêm một hai điểm đây Tại các cái thuật 37 điểm xa hơn sẽ là vùng 38 Đạt Phương uh, DPG điểm chỉnh cung dự kiến ở vùng 53.5 nhưng mà chúng ta nhìn thấy cây đến giờ đầu tiên đầu thứ hai đấy ạ. Và nó liên tục lừng hừng ở vùng 52.5 đến vùng 53 và nó bị mất biên. Đến phiên giao dịch ngày 24 thì nó test khá sát về vùng 48 hiện tại thì nó đang có cái điểm phục hồi. Và theo quan điểm của mình thì điểm phục hồi này của Đạt Phương khá là tích cực ở từ vùng 47.5 và nó đã phục hồi lên vùng 52 và sau điểm phục hồi này thì như vậy là khả năng sẽ có những điểm test lại ở khoảng quanh vùng 50.5 đến khoảng vùng 51. Test đi thành công thì target ở trong thời điểm ngắn hạn đó sẽ là ở vùng 56 đến khoảng quanh vùng 57. Cổ phiếu DIG trong tuần vừa qua có test hai điểm. Các anh chị có test hai điểm thì ở đây chúng ta dự kiến vùng 23.5 trong trường hợp thất bại vùng 23.5 thì có thể nó sẽ lùi lại những cái điểm sâu hơn và trong tuần vừa qua thì nó phiên 22 và phiên 24 nó test ở vùng 23 có điểm phục hồi và đến phiên kết tuần ngày hôm nay thì nó tiếp tục test đó nó tiếp tục test lại vùng 23.5 đến vùng 23 đây có phục hồi đi lên ở vùng 24.3 như vậy tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 23 đến khoảng vùng 24 kỳ vọng test tiếp đi thành công vùng này mục tiêu sẽ là ngắm vùng 25 và điểm xa hơn sẽ là vùng 26 đất xanh cũng đang có những cái điểm tích lũy khá là 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 ổn rồi. đó dự kiến điểm 13.2 và trong tuần thì phiên 22 thì đất xanh test về dưới vùng 13.2 nhưng mà cây đến giờ kết thúc phiên đó thì nó vẫn bật lại được trên vùng 13.2 cho nên chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ này cũng khá là tích cực và hướng lên được vùng 14.5 tuần này có điểm test lại như vậy 13 7 14 dự kiến sẽ test lại vùng 14 14 test thành công thì như vậy là tuần này sẽ dự kiến hướng lại vùng 15.5 Novaland thì vẫn còn ấy lắm nó vẫn còn lẹt đẹp lắm vẫn còn chủ yếu sideways thôi vùng 11.5 và tuần này thì nó rơi về quanh 11 à, với cái điểm à, kết thúc nến ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay đây anh chị nó cũng chưa thực sự là nét đâu. chưa thực sự là xét nét và với cách đi như này thì có thể là gì? Có thể là tuần tới nó sẽ tiếp tục lừng khừng nữa và lừng khừng nó sẽ lừng khừng ở khoảng quanh vùng 11. À, 10.8, 11 11.3, 11.5, nói chung là nó vẫn phải lừng khừng ở khoảng quanh cái vùng này để nó tích lũy. PDR. À, dự kiến điểm chỉnh cung 1 ở vùng 20 thủng vùng 20 thì sẽ ngắm vùng 18.5 và trên thực tế thì nó đi được đến vùng 19 thì nó bật đi lên chạm cản trên thì nó lại test lại cho nên tuần tới vùng 19 19.3 test tích lũy thành công vùng này thì có thể kỳ vọng phục hồi các điểm phục hồi ngắn thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 21.5 này các anh chị nhìn ở bên này đây là cái điểm 21.5 thì chúng ta chiếu sang bên này là vùng 21.5 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì uh, trong tuần vừa qua thì nhóm ngành chứng khoán của chúng ta cũng bị thủng hỗ trợ uh, các cái điểm hỗ trợ khá là quan trọng cho nên là nhóm ngành chứng khoán phải lùi khá là sâu và phiên giao dịch của ngày 24 25 26 thì như vậy là nhóm chứng bắt đầu uh, có đà xu hướng tích lũy và phục hồi anh chị nắm được như vậy cổ phiếu VCI dự kiến tích lũy ở vùng 47 uh, và phiên giao dịch ngày 23 thì như vậy đấy anh chị nhìn thấy rồi đúng không ạ chúng ta không thể cưỡng lại được xu hướng đâu và đến phiên giao dịch ngày 24 tại thời điểm VN test ở vùng 1.220 điểm thì như vậy là nhóm ngành chứng khoán bắt đầu có xu hướng tạo nền tạo đáy tất cả các mã cổ phiếu anh chị nhá. Thì nữa chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ nhìn thấy phiên giao dịch ngày 24, 25, 26. Thì VCI ở đây đang dập dìu và nó test ở vùng 44, 44.3 khá là ổn. Phiên ngày hôm nay thì vòng lên và test lại ở vùng 44.5 phục hồi với một cây nến hammer à, tích cực như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ dự ở khoảng quanh vùng 44.7 đến khoảng quanh vùng 45 test tích lũy thành công à, ta các kỹ thuật trong ngắn hạn có thể hướng lại quanh vùng 46.5 cổ phiếu HCM ở trong tuần thì cũng có điểm long nhưng mà sau đó thì nó test cái điểm này anh chị này nó test ở cái điểm 25.7 này nó thất bại này đó và bắt đầu hình thành được điểm tích lũy ở vùng 24.8 đến khoảng quanh vùng 25 ở đây có kênh xuống hướng nhỏ cho nên tuần tới dự báo sẽ ở khoảng quanh vùng 25 25.2 cân bằng mục tiêu sẽ hướng về khoảng quanh vùng 26 Cổ phiếu SSI dự kiến điểm test ở vùng 34.3 và sau khi thủng vùng 34.3 thì SSI lùi về vùng 33.5. Thủng vùng 33.5 thì như vậy SSI sẽ lùi về vùng 31.7 đến vùng 32 và hiện tại thì ba 3 phiên nó đang tích lũy ở đây. xu hướng của SSI thì chúng ta sẽ phải cần chờ thêm các anh chị nhé khả năng sẽ có thêm một hai cái nến dập dìu ở đây kỳ vọng test tích lũy thành công thì như vậy target ngắn sẽ hướng về khoảng quanh vùng cản 33.5 Cổ phiếu VND <laughs> VND trong tuần vừa qua Thì tích ở vùng 15.4, 15.6 15.4 đây, 15.6 đây Và kết tuần thì ở vùng 15.75 Có cản trên ở vùng 16 Có một điểm đánh cản trên Như vậy thì tuần tới khả năng vùng 15.5, 15.6 Tiếp tục test trước đi Dự kiến thì vẫn là 16, 16.5 Cổ phiếu FTS Tính tạo lập dự kiến sẽ test vùng 39 thủng đây và trong tuần thì phiên giao dịch ngày 24 nó test khá là sâu về khoảng quanh vùng 36 ờ, đây đang có điểm phục hồi điểm lo một khá là tích cực rồi và bản chất thì chúng ta nhìn thấy là sau cây nến xanh thì nó đã test điểm một nó đẩy và nó đang test điểm hai cho nên là tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 3.5 đến vùng 38 Kỳ vọng test tích lũy thành công ờ, target mục tiêu sẽ ở vùng 40 41 và đối với FTS thì nó kéo cũng khá là nhanh thôi khi mà nhóm ngành chứng khoán chạy thì thường thường con FTS nó hay tím anh chị nó sẽ tím đầu tiên ấy. gần như nó sẽ tím đầu tiên trong dòng chứng SHS ở trong tuần vừa qua thì về cơ bản vẫn tiếp tục test tích lũy 16.8 17 và phiên ngày hôm nay thì đóng cửa đúng 16.8 tuần tới khả năng sẽ ở vùng 16.4 16.6 tiếp tục test ở vùng này test tích lũy thành công target 17.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 18 VX thì có một cái thông tin nào đó dẫn đến cái câu chuyện là VX cũng đã có một cái nhịp chỉnh giảm và tuần trước thì nó cũng có những cái điểm bị bị xả sàn đúng không? xả sàn với điểm xả khá là mạnh và tuần này thì như vậy là chúng ta như chúng ta phân tích ở đây này cái điểm 15.3 và trong trường hợp thấp đoạn 15.3 thì đương nhiên rồi nó sẽ phải lùi về những cái điểm hỗ trợ khá là sâu và trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch ngày 24 và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục test ở quanh vùng 3.5 13 7 tuần tới thì khả năng vẫn ở điểm này test đi thành công thì khi đó chúng ta mới ngắm lại vùng 4 8 đến vùng 15 AGR Sự kiến test 17.8 Thùng 17.8 thì nó lùi về vùng 16.5 Có điểm lo 1 và khả năng sẽ có điểm test 2 Điểm test 2 mà khỏe thì nó sẽ ở khoảng vùng 17.3 đến vùng 7.5 Còn test sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 17 Kỳ vọng trong ngắn hạn thì có điểm 17.8 18 sẽ là cản thứ nhất Cản xa hơn sẽ là vùng 19 VDS ở trong thời gian vừa qua đó là một mã cổ phiếu đánh rất rõ sóng, sắc nét và VDS đã đạt được những cái target kỹ thuật khá là mắc ở khoảng quanh cái tuần mà chúng ta phân tích ở khoảng phiên giao dịch ngày 15 đến ngày 16. Sau đó nó chỉnh cung thì điểm chỉnh 1 và điểm chỉnh 2 ở đây vùng 21.5 và sau khi thất bại vùng 21.5 thì như vậy là nó lùi về vùng 19.7 đến khoảng quanh vùng 20 ở trong phiên giao dịch ngày 24 phục hồi đi lên và đây các anh chị nhìn thấy VDS nó phục hồi khá là nhanh hơn đó và khi nhóm trứng chạy thì con này nó thường nó sẽ tip đó và tuần tới sẽ là vùng 20.8 đến khoảng quanh vùng 21 test được thành công ở vùng này mục tiêu sẽ là vùng 21.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 22.2 đến khoảng quanh vùng 23 cổ phiếu ORS chúng ta dự kiến vùng chỉnh công nguyên 12.4 đến khoảng vùng 12.6 thì đây các anh chị sau nhịp hồi thì phiên giao dịch ngày tư nó test ở đây và hiện tại thì nó cũng đang có một kênh xu hướng nho nhỏ ở đây tuần tới sẽ ở vùng 12.7 vùng 12.8 kỳ vọng test đi thành công ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến những mục tiêu ở 13.4 đến khoảng vùng 13.5 CTS ở trong nhịp vừa qua thì cũng đã bị chốt lãi khá là mạnh và hiện tại thì CTS sẽ cần thời gian Và chúng ta có dự kiến điểm test kỹ thuật của CTS ở khoảng vùng 38.5 Vùng này thủng thì như vậy là nó lùi, nó tiếp tục lùi và phiên giao dịch ngày 24, 25, 26 thì nó đang xây ở vùng 34 đến khoảng vùng 34.5 Như vậy thì tuần tới đây đã có điểm lo 1 và nó sẽ có điểm test 2 Như vậy là vùng 34.5 đến vùng 35 kỳ vọng CTS test lịch lý thành công và sẽ hướng lại vùng cả kỹ thuật 39 đến khoảng vùng 40 cổ phiếu MBS ở đây chúng ta cũng đã có những cái target kỹ thuật khá là cao và trong tuần vừa qua thì cổ phiếu MBS chia cổ tức ở phiên giao dịch ngày 25 tháng 7 cho nên là chúng ta sẽ dọn lại chạc kỹ thuật và chúng ta chỉ nói đến uh, các yếu tố kỹ thuật vùng cản kỹ thuật và vùng kháng cự sau chia thì cản sau chia sẽ là vùng 34.5 và các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch ngày thứ hai uh, ngày 22 tháng 7 thì như vậy là gì uh, MBS cũng đã có những lực, lực chốt khá là mạnh và về đến phiên giao dịch của ngày 24 tại thời điểm VNI ở 1220 thì như vậy là test về vùng 29 và bắt đầu bật lên, như vậy là nó đã xây được cái vùng 29.8 đến khoảng quanh vùng 30 đây các anh chị nhá. Và cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì nó vượt lại được ở vùng 30.7. Vùng 30.6 cho nên tuần tới thì khả năng sẽ có tiếp tục có các cái điểm test ở khoảng quanh vùng 30.6 đến khoảng vùng 31 test thành công ở vùng này mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ dự báo là MBS sẽ tiếp tục hướng về vùng cảng thuật quanh vùng 33. Thì bản tin tuần này thì về cơ bản như vậy thôi các anh chị nhé. Thì Hùng xin phép được tạm dừng bản tin tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.